đường vô chùa nè cả nhà, 12 giờ trưa mà đông quá, trời đông luôn. Nấu cho chú ơi. Vậy bán em 10.000 đi. 10.000 được nhiêu? Lo 15.000 đó thôi, chạy đông ngon chứ. Cảm ơn chị. Thì em đi xe buýt em mua vé xong em cũng kêu chỉ thôi khỏi thối lại cho em. Trời đầu năm mà giống chị bán đất nha. Đậu phộng này ngon lắm nha cả nhà, nhớ ghé mua nha. Gần lối vô chùa Hoằng Pháp. Mình mua 10.000 nè, chỉ bán bệnh bịch. Cái nốt có 20.000 nè, 20.000 cái nốt à. Lâu lâu cái có một đi không đỡ mà thì nó có một đi nha. Không phải có hoài đâu, có 20.000 cái nốt nè. Ở đây bán đủ thứ. Đây có chỗ giữ xe nữa. Đây bán vòng đeo đủ thứ cả nhà. Quá là đẹp luôn. Chùa đông lắm cả nhà. Trời ơi, mặc áo dài đi chùa cưng xỉu. Nắng quá trời luôn cả nhà ơi. Đông lắm luôn. Dọc theo ngoài này có chỗ gửi xe hết nha, giữ xe đi chùa nè. Đồ đi chùa giờ đẹp lắm nha. Mấy quán ở gần đây đồ đẹp không à. Đồ đi chùa đẹp không à. Trời mấy em bé nè. Đi phía bên đây nó mát, mấy chị đi bên kia không đi đi. Trời ơi đồ đi chùa giờ đẹp không à. Mà mát nữa nha. Mấy cái giải này vẫn mát nè. Trời ơi quá trời đẹp. YouTube Sài Gòn mới liêu nay tới đây luôn rồi. Trời ơi quá trời đẹp luôn nha cả nhà. Đi chùa nhớ ghé đi mua nha. Quá trời đồ đẹp. Trời ơi. Đi chùa mặc áo dài đẹp. Trời, ở đây có mấy cục cưng nè. Cục cưng cục vàng nằm đây không à. Ồ, trời ơi, cưng xỉu không? Dễ thương quá. Bạn đây con ơi, bạn đây con ơi. Dễ thương quá, dễ thương quá. Trời ơi, dọc theo trước chùa nè. Thôi nè, bé rồi xinh đẹp quá trời. Chùa đông lắm nha cả nhà, mùng 3 Tết nha. 3 Tết quá đông luôn. Đông quá đông. Quá đông luôn, đây có mấy quán chay nha cả nhà. Quán ăn cơm chay. Ghé vô. Ôi, quần áo đi chùa nè, quá trời đẹp. Bộ nào cũng đẹp nha cả nhà. Chùa đẹp quá. Ôi đồ thiết kế đẹp quá. Áo hồng à. Wow, áo hồng đẹp quá. Áo hồng hồng á đẹp quá.
Chị không đội cái nón lên cho nó đỡ nắng. Cái áo chị có cái nón nè. Đó, đội lên. Trời ơi, nắng quá. Đúng rồi. Ngày nay đông lắm luôn nha cả nhà. Giờ bông nè, quá chừng bán đồ chai nữa. Quý khách hoan hỉ gửi xe bên ngoài nha. Ôi nắng quá, vô tới đây là đuối luôn rồi. Ô đẹp quá cả nhà ơi, tới chùa Hoằng Pháp rồi. Quá trời đẹp luôn cả nhà ơi, quá đẹp quá đẹp. Mưa Phật, mưa Phật. Mấy chị vẫn áo dài rồi đẹp quá. Áo dài đỏ dài vàng, áo dài bông đủ hết. Trời đi vui ghê, đi đông vui quá. Trời ơi Tết, tôi nói Tết là Tết an khang thịnh vượng nha cả nhà. Trời mình đi cổng an khang thịnh vượng. Chúc cả nhà năm mới an khang thịnh vượng. Trời ơi, coi vô chùa, coi quỳ dưới đây chụp hình mà. Sao không đứng mà phải quỳ, phải ngồi. Quỳ trước Phật thôi chứ, quỳ qua đây. Qua đây quỳ trước Phật. Quỳ trước Phật Bà Quan Âm. Mô Phật. Mô Di Đà Phật. Đây là bông cúng á, còn mình xin lọc mình qua phía bên kia xin nè. Mô Phật, Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật khách, quý Phật tử, nhân dịp đầu năm mới, nhà chùa gửi tặng đến quý vị lọc lì xì. Quý vị nào mới đến chưa nhận được, đăng ký tập trung về tòa nhà Pháp Luân ở phía sau chánh điện. Nhà chùa xin gửi tặng đến quý vị Nam Mô A Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật, Mô Phật.